chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta nhé. Khách mời hôm nay là một chàng trai đã từng là tuổi thơ, đã từng là thanh xuân của rất nhiều chàng trai, cô gái. Xin chào đón ca sĩ Titi. À, xin chào Hà Thu. Nãy giới thiệu là chàng trai ca sĩ mà sao ra chào cái hơi lệch lệch sống nha. Mình chào kiểu hoa hậu. Chào hoa hậu đó đúng không? Dạ à. Rồi chào đón anh đến với Khẩu vị ngôi sao. Mời anh. Mời anh ngồi đây nha. Chào mừng anh đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và phần đầu của chúng ta là khám phá khẩu vị ngôi sao. Nãy thưa quý vị, trong hậu trường thì anh Titi có đá nhẹ Hà Thu bảo là lát lát ra hỏi anh. Né né tình yêu ra đừng hỏi tình yêu nha. Rồi giờ em không hỏi tình yêu đâu. Nhưng mà em hỏi dạo này tình cảm của anh như thế nào anh ha? Có cái gì mà mình phải né vậy anh? À, tình cảm hiện tại giờ anh cất trong tủ sắt á. Cất trong tủ sắt khóa lại. Anh khóa lại luôn. Quên mất cái mã số. Anh quên mất mã số luôn. Rồi. Rồi anh chỉ muốn đề cập tới món ăn sắp tới anh ăn là gì đây. Tại vì sáng giờ anh nhịn đói để anh đến đây để anh ăn cái món anh thích mà. Anh cũng giống như tất cả các khách mời khác rất đang rất là trông chờ đúng không? Bây giờ chúng ta đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay thì anh sẽ được thưởng thức hai món ăn do hai fan cứng của anh sẽ tự tay vào bếp để nấu với tất cả những tình yêu thương mang đến cho anh. Bây giờ anh giúp Hà Thu ghi ra giấy nè. Hai món ăn mà anh đang nghĩ ra trong đầu. Món gì mà có vẻ suy nghĩ hơi dài ha. Anh chắc chưa? Anh không chắc. Cho được đổi lại đâu nha. Rồi, sao? Đây. Cho em xin nha. Bây giờ Hà Thu sẽ giữ hai món ăn ở đây và chào đón hai fan cứng của anh ra đây giao lưu với chúng ta nha. Xin mời Ngọc Thơ và Cẩm Linh. Xin chào hai bạn. Cẩm Linh giới thiệu một chút xíu về mình nha. Em là Cẩm Linh, năm nay em 25 tuổi. Công việc hiện tại của em là một giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non. À, dạ. Là vậy cô là giáo, phải... cô giáo mầm non. Vậy là biết khéo, rất là biết biết nấu ăn đúng không? Dạ. Rồi biết chăm sóc. Chăm sóc trẻ em nữa. Chăm sóc người lớn cũng được đó Titi. Được không? Em chưa biết về khoản đó. Có vẻ hơi giống giống nhau rồi đó ha. Và bây giờ Ngọc Thơ em giới thiệu một chút về bản thân mình nè. Em tên là Ngọc Thơ, năm nay em 20 tuổi, hiện đang là sinh viên ạ. Đang là sinh viên. Sinh viên. Sinh viên thì em ở với ba mẹ hay là ở trọ? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ồ, vậy là ở với mẹ là mẹ nấu cho ăn phải không ta? Dạ, thật ra thì do ba mẹ em cũng đi làm nhiều nên là từ bé là mẹ đã dạy cho nấu ở nhà. Tại em còn có em nữa là phải nấu cho em ăn nữa. Em hâm mộ anh Titi từ các sản phẩm sau này của anh Titi đúng không? Khi mà anh Titi tách ra solo. Dạ, thật ra là từ bé luôn ạ. Từ bé, dạ, bé lắm. Tụi em là còn kiểu không được mua đĩa riêng từng người về nhà mà phải góp tiền vô. Xong rồi qua nhà một đứa bạn coi chung một cái tivi như vậy là ngồi tụ tập vô coi. Trời ơi, chị thấy anh Titi hát mà mấy em vất vả quá. Đứa thì phải nhịn ăn, đứa thì phải qua nhà bạn. Titi ơi, mình cảm thấy như thế nào? Mình hạnh phúc về điều đó chứ hả? Rất là hạnh phúc. Bây giờ chúng ta đến với hai câu hỏi và một thử thách. Ai trả lời đúng một câu hỏi thì mở một từ khóa. Thắng một thử thách thì mở một từ khóa. Kết thúc sau 3 từ khóa này, ai giành chiến thắng mở được từ khóa nhiều hơn thì người đó sẽ dành quyền chọn món ăn trong một trong hai món ăn mà anh Titi đã ghi ở đây. Và thêm một quyền nữa, đó là quyền chọn gian bếp, bên trái hay bên phải, bên nào mình thích hơn. Đặc biệt là trong 3 từ khóa này sẽ có một từ khóa có huy hiệu thần bếp. Và các bạn sẽ phải cố gắng để mở được cái từ khóa mà cũng may rủi hên xui. Nếu mà mình mở được cái từ khóa mà có huy hiệu thần bếp đó thì sẽ được nhận một sự trợ giúp từ ca sĩ Titi. Ví dụ đang nấu mà, anh ơi em nóng quá, dậm mồ hôi cho em cái. Cũng được nha. Đó, cho nên phải ráng lên nha. Rồi, bây giờ chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Bánh pía là đặc sản của tỉnh nào? 3 2 1 Hết giờ. Mời hai bạn xoay bảng ra ngoài. Hà Giang và Sóc Trăng. Titi có thích ăn bánh pía không? Có, Titi rất thích ăn. Bởi vì ngày xưa hay đi ngang ở Sóc Trăng là hay kêu mẹ hay ghé mua bánh pía lắm. Tại vì nó hồi nhỏ mình là con nít mà hồi nhỏ con nít khoái ăn cái gì mà nó lột vậy nè. Là ngày xưa thích ăn những cái lớp ngoài trước rồi xong để dành ở trong. Khi để dành ở trong rồi cái mình đi đường cái mình làm rớt xuống đất cái bỏ luôn. Cái phần ngon mình để dành lại đúng không? Có sầu riêng với lại nhân ở trong là mình để dành. Nhưng mà ai ngờ cái rớt cái rồi. Mất luôn.
Rồi, và đáp án của chúng ta là Sóc Trăng. Đó, chính xác. Chúc mừng Ngọc Thơ đã giành phần chiến thắng trong câu hỏi đầu tiên này. Nhưng mà thua sẽ chia sẻ thêm một chút thông tin về bánh pía nha. Bánh pía thực chất có nguồn gốc từ bánh trung thu của người Triều Châu. Những chiếc bánh pía nguyên thủy chỉ có nhân thịt heo và đậu xanh. Loại bột bánh có nhiều lớp mỏng và nhân bánh có trộn mỡ. Hiện nay, với sự phát triển của nền ẩm thực thế giới, nên bánh pía có thêm nhiều loại mới như bánh pía khoai môn, bánh pía lạp xưởng. Và thường thường là chúng ta hay ăn bánh pía là có nhân sầu riêng đúng không ta? Đúng rồi, có nhân sầu riêng. Là một cái loại rất là phổ biến. Và bây giờ em sẽ có quyền lật mở từ khóa đầu tiên. Nhớ suy nghĩ kỹ là chọn từ khóa nào cho có huy hiệu thần bếp nha. Dạ, yeah. Chắc là em chọn số 2 ạ. Số 2 ha? Dạ, yeah. Xin mời từ khóa số 2. Không có, không chịu. Không có cái cách sắc là không chịu hả Tí Tí? Không có gì không chịu nè. Trong tất cả cái món ăn á là Tí thích ăn cay. Không có ớt là giống như kiểu không muốn ăn nữa luôn á. Tí Tí biết sao không? Thu là người Huế á, mà người Huế có nhiều ớt lắm. Cho nên lúc nào mà thiếu á thì mà không chịu á thì nhớ nhớ liên lạc Thu, Thu cho ít ớt nha. Tí nữa nhớ cho địa chỉ nha. Rồi, có một cái chia sẻ đầu tiên để mình biết được cái khẩu vị của anh là anh thích ăn cay nha. Các bạn phải nhớ để lát dù mình có nấu món gì thì mình cũng nấu hơi cay cay một chút cho đúng vị của anh ha. Dạ. Từ khóa không có, không chịu đã có huy hiệu thần bếp thì Ngọc Thơ đã dành quyền trợ giúp từ anh Titi để lát nữa em có nấu ăn mà em có cần gì thì nhớ đừng có quên cái sự hỗ trợ này nha. Dạ vâng ạ. Rồi, bây giờ mình đến với câu hỏi số 2. U Minh nổi tiếng với món đặc sản nào sau đây? A. Lẩu mắm. B. Cua rang muối. 10 giây bắt đầu. 3 2 1 Hết giờ. Mời hai bạn xoay bảng. Đáp án của Ngọc Thơ là lẩu mắm. Đáp án của em là B. Cua rang muối. Món đặc sản của U Minh rất nổi tiếng đó là lẩu mắm. Chúc mừng Ngọc Thơ một lần nữa chiến thắng với câu hỏi này. Em chọn một từ khóa tiếp theo nha. Em chọn số 1 ạ. Xin mời. Cơm và nước đá. Ngày xưa là khi mà Ti còn nhỏ là ở dưới quê á, gia đình khó khăn lắm. Quê hồi đó, quê ngoại của Ti là ở Kiên Giang. Thì ngày xưa cũng khổ lắm. Ăn cơm là chỉ là lấy nước đá để chan vô làm canh. Và kiểu như mình làm kho quẹt á, mẹ thì làm kho quẹt. Chúng kho quẹt quẹt như này chứ không có cá gì để kho nữa. Kho quẹt quẹt xong rồi cái mình đổ cái nước đá mà mình uống á, đổ vô ăn như canh vậy đó. Nhưng mà ngon. Mà ngày ngon xưa, đúng rồi. Mà sao lại là phải là nước đá mới được? Nước đá nó mới mát hay sao ta? Nó mát ăn nó lạ lắm. À, giống là canh mình bỏ lạnh vậy đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ở dưới quê của Titi là có nhiều người hay ăn như vậy không? Hay là cái đó là Titi tự chế ra? Đó là cha Ti ngày xưa ăn như vậy á. Xong cái mình cũng ăn theo. Rồi, cái từ khóa này chỉ là chia sẻ về một kỷ niệm ngày xưa của anh Titi thôi. Rồi, bây giờ chúng ta và đến với một thử thách cuối cùng. Bây giờ thử thách của chúng ta là các bạn dùng bong bóng như này thổi lên xong rồi đặt vào đây sao cho vừa đủ lớn để giữ được cái ly này, rồi di chuyển thật khéo léo về bàn bên kia. Trong 2 phút thì trong những cái ly này sẽ có một số ly có logo và chúng ta sẽ chỉ tính điểm những cái ly có logo thôi. 2 phút, bạn nào mang được về nhiều chiếc ly có logo hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. Các bạn sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, nhanh lên. Linh ơi, cố lên, Linh ơi, cổ đi. Cố lên. Đây, em về đây kiểm tra nè. Đúng rồi. Một cái không có logo mạnh lên, rồi. Mạnh lên. Khéo léo nào, ôi cẩn thận, cái đó mình không được tính điểm rồi. Rồi, hai cái không có logo luôn. Vậy là bây giờ tỷ số bằng nhau đó, cố lên Linh ơi. Cố lên. Anh cổ vũ sao mà bạn rớt hai cái ly luôn rồi kìa. Giữ gì? Em thở mạnh lên, cố lên nào. Linh ơi, cố lên. Thấy chưa? Người ta ít nhưng mà chất lượng, thấy chưa? Linh ơi, cố lên. Có một tem mà đó Linh ơi. Ê Thơ ơi. Linh ơi, cố lên, chưa có logo nào, Linh ơi. Cố lên.
Cái này cũng không có logo. Đúng rồi. Nhanh lên lên ơi. Rồi bên này hai logo. Hai logo. Trời rồi. Sao cổ hủ hay vậy? Người ta ít nhưng mà người ta chất lượng, anh đã nói rồi mà. Không, bên em cố hơi. Cố lên thôi. Bên kia vẫn chưa có. Chưa có logo luôn. Cố lên em, cứ sao sẽ cố có lên, thôi. Cố lên. Đó, bên kia có rồi, bên kia có rồi. Rồi, còn một cái nữa, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, còn 30 giây nữa thôi, cố lên, cố lên, lên. Chạy nhanh lên nào. Cố lên, lên rồi, lên, rồi. Lên, lên, thêm lên. Một cái nữa. Còn một cái nữa mới hơn bạn kia thôi. Nhanh lên. Cố lên, cố lên. 10, 9, cái hôm 8, 7, 6, 5, 4, còn 3, cái nữa, cái nữa, cái nữa. 2, 1, hết giờ. Hay quá. Hay quá. Rồi bây giờ chúng ta có kết quả là đồng đều, mỗi bên đều có hai logo. Là, bây giờ thu là bên đội đó đúng không? Đúng rồi, tuy em là cổ động viên. Tuy là bên đội của ấy là cổ động viên của Thơ. Đúng rồi. Thì giờ hai bạn đã đồng đều điểm nhau thì thôi hai đứa mình sao anh? Đấu với nhau được không? Có đấu luôn với nhau hả? để hỗ trợ cho hai bạn được không? À rồi bây giờ dám chơi trò chơi này với anh thì không? Em chiều thôi. Bây giờ là chúng ta đi tới đó cũng thực hiện như vậy, mà ai tìm ra cái logo trước tiên thì người đó sẽ thắng và kết thúc phần thi nha. Đúng rồi. Em tin nữa chị không? Dạ em tin tưởng chị. Em tin anh. Ok, anh sẵn sàng chưa? Anh luôn luôn nào cũng sẵn sàng á. Anh hỏi em sẵn sàng chưa Thu? Dạ bắt đầu. Cố lên anh ơi. Chị ơi cố lên. Cố lên anh ơi. Chị ơi cố lên. Nhớ không anh lời hứa ngày xưa. Tuyệt vời. La. Phong thủy bên phía mình không tốt thôi em ạ. Chứ tại vì chị cũng chạy dữ lắm. Xin lỗi em, chị đã cố gắng hết sức rồi. Và phần thắng lại một lần nữa thuộc về Ngọc Thơ và Titi. Xin chúc mừng. Vâng thưa quý vị, với sự may mắn từ anh Titi mang lại cho Thơ thì Thơ đã giành một chiến thắng nữa, là trọn vẹn 3 chiến thắng trong phần đầu tiên này. Và em có quyền lật mở một từ khóa cuối cùng, là từ khóa số 3. Xin mời. Đậm đà và dễ nuôi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn anh rất là dễ nuôi. Kể cả anh nghe mẹ anh kể lại á, thì kể cả khi mà mang bầu anh á, và khi mà sinh anh ra đều dễ hết, không có gì gọi là khó khăn kiểu như mẹ bầu hay như thế nào á. Anh rất là hiền luôn. Nói chung hiền từ trong bụng mẹ hiền ra. Là giống như dễ nuôi từ nhỏ rồi đến lớn luôn. Anh không có cầu kỳ hoặc là có những cái gì đòi hỏi nó khó khăn trong cuộc sống đâu. Nhờ anh cái nào đơn giản nhất là anh đều có thể mình thích nghi được hết. Cái ăn uống mình cũng đơn giản nè, nhưng mà thêm một cái đậm đà là đậm đà vị là... ăn hay sao anh? Đó là cái vị anh thường hay ăn. Rồi thêm một chia sẻ nữa là ngoài cay ra thì có đậm đà nữa nha. Dạ. Rồi bây giờ là Hà Thu đang cầm đây hai món ăn mà anh Titi đã ghi ra. Thơ đã giành chiến thắng cho em, có quyền chọn một trong hai món là canh chua cá lóc và thịt chiên sả. Em cũng khá là thích ăn canh chua nên là em sẽ chọn canh chua cá lóc ạ. Canh chua cá lóc. Lên ơi em biết nấu món này không? Em biết là món thịt sườn chiên ngọt, còn chiên sả thì chắc để hôm nay em thử. À thử đó, lần thử, đầu tiên đó lần anh. Đầu tiên. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ Thơ có thêm một quyền nữa, đó là em được chọn gian bếp trái hay gian bếp phải. Tại vì là hai gian bếp này hoàn toàn khác nhau nha, sẽ có những sự trợ giúp và có những thử thách khác nhau. Cho nên là em sẽ chọn một gian bếp mà em nghĩ là hợp với bản thân mình. Bếp trái hay em là bếp phải bên, nè? Bên phải thì ạ. Dạ. Gian bếp phải ha. Dạ vâng. Vậy là gian bếp trái sẽ thuộc về Linh. Và bây giờ xin mời anh Titi cùng hai bạn tiến vào gian bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao để chúng ta thực hiện hai món ăn nhé. Và các bạn quay trở lại với phần 2 của chương trình mang tên Chinh Phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hồi nãy là Thơ đã giành được chiến thắng và đã chọn phần bếp phải của gian bếp đúng không? Dạ. Thì thử thách của em trong phần này là em đã biết là gì chưa? Dạ nhìn sơ qua thì đã biết rồi ạ. Đó là em phải đứng trong một cái bể chứa nước đá như thế này, mang đôi chân vịt và nấu ăn với cái phao nước này, nhưng mà em chỉ được đi di chuyển trong cái bể nước này thôi nha. Dạ. Em ổn không? Dạ tạm thời là ổn ạ. Tạm thời là ổn ha. Bếp trái dành cho Linh thì sẽ có thử thách là đi trên một đôi dép gỗ như thế này, có vẻ là đỡ lạnh hơn, nhưng mà em phải di chuyển làm sao để có hai ly nước ở trên hai đôi dép gỗ không có bị đổ ra ngoài ha.
Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có một số những cái thử thách dành cho TT, chứ không phải dành cho các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn lấy những cái phần nguyên liệu, có những cái thử thách ở trên phần nguyên liệu đó, thì các bạn phải nhờ anh TT thực hiện thử thách để các bạn có thể sử dụng nguyên liệu nha. Hai bạn sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Dạ sẵn sàng. Em đừng quên là em có một sự trợ giúp từ anh TT. Từ nãy là em đã giành được chiến thắng. Em nhớ hô to tên của anh mỗi khi cần nhé. Dạ vâng. Rồi, xin mời hai bạn bắt đầu. Bây giờ em mời anh TT về phòng khách để cho hai bạn rộng chỗ nấu ăn nha. Chúc các bạn may mắn nha. Anh chia sẻ một chút xíu về cuộc sống hiện tại được không? Thì hiện tại anh vẫn hoạt động solo, con đường solo của mình. Và dạ, kèm theo đó hiện tại thì em đang cần thịt và trong thịt có một thử thách. Mình tạm dừng một chút xíu để mình có thể giúp bạn thực hiện thử thách nha. Rồi em đã có thử thách giúp chị nha. Dạ, thử thách của mình là bịt mắt, nếm và đoán đúng tên 5 loại gia vị. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Thì em sẽ để cho anh thử một cái gia vị đầu tiên nè. Thích ngọt phải không? Rồi. Có vẻ em thương anh lắm á. Anh nói đúng không? Anh thích ngọt cái em cho nguyên một muỗng đường luôn. Mời anh. Mời anh há miệng ra. Chưa thử mà. Anh cảm nhận được không, rồi. Không, yêu cầu của chương trình là phải thử. Phải nếm anh ạ, chứ không phải ngửi được. Đó. Phải ăn hết, yêu cầu chương trình thử thách là như vậy mà. Rồi. Cái gì nè? Mùa tạt. Bây giờ chúng ta đến với một cái ngọt ngào hơn nữa nè. Ngọt ngào hơn nha. Từ từ thôi, bình tĩnh nha. Ngọt không nè? Đã phải đúng ạ. Cái này là em quá ác với anh luôn á nha. Ngọt mà. Nói chung là mình nước mắm. Bây giờ còn một cái thứ tư. Anh nếm thôi nha, vì nó hơi nhiều đó. Tương đen. Tương đen, rồi. Anh đã vượt qua cái thứ tư rồi nè, còn một cái cuối cùng. Bạn ấy có nguyên liệu nha anh. Anh phải thử nhiều vô vì anh thử ít quá. Tương ớt. Đúng, chính xác. Rồi, chúc mừng em, anh ấy đã vượt qua thử thách. Anh ơi, bây giờ em đang cần dùng rau, anh có thể giúp em ngọt cùng một lúc 5 viên kẹo bông dẻo và hát bài hit bất kỳ của mình rồi. Đó, thử thách này thì có vẻ ngọt ngào hơn một chút xíu. Đây, có 5 viên kẹo thôi. Anh ăn hết 5 viên kẹo này một lần. Mà vừa ăn thì vừa rảnh rỗi á, không làm gì thì mình hát một bài hit của mình tặng cho quý vị khán giả. Anh thấy ổn không? Ổn. Rồi, em mời anh 5 viên một lần nha. 5 viên một lần luôn. Một lần chứ đâu có dễ dàng như vậy. Là anh bỏ một lần 5 viên vô luôn. Dạ, ngậm nha. Ngọt không anh? Ngọt. Bây giờ miệng còn trống chỗ để hát không anh? Mình cứng cái lưỡi luôn. Cứng. Dạ, anh hát một bài gì tặng quý vị khán giả nè. Dạ, em hát nha. Dạ. Vì hâm mê giàu sang kêu bán đi. Hạnh phúc gì anh? Hạnh phúc đời mình. Giờ em theo anh cuộc quay chơi mà chắc được quay anh là cao quý. Giờ hôm nay mình em không có người công chối. Em đã mang cân bình thời kỳ. Mà kinh doanh mình hiểu cứ chút thương cho số phần mình. Vì không nghe mẹ cha em nói sai rằng là cầm bị. Chạy theo bao cuộc chơi em mới hết con đường tội rồi. Miễn anh đòn kẹo không. Dạ, em biết anh hát hay vậy luôn á. Dạ, rất là hay, một tài năng vừa ăn kẹo vừa hát. Đó, bây giờ anh đến chương trình là anh phát hiện thêm một cái tài năng của mình nữa đó. Thôi, anh ấy đã rất là nhiệt tình vượt qua thử thách này một cách trọn vẹn để em lấy được phần nguyên liệu của mình rồi. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh. Bây giờ em đang cần gạo á. Anh có thể giúp em đi bằng đôi cà kheo lon và tìm nguyên liệu đang được giấu trong phạm vi từ phòng khách đến nhà bếp ạ. Tìm gạo đúng không? Dạ, đơn giản lắm anh ơi. Nhưng mà mình phải mang đôi dép cà kheo này. Đây. Dạ. Là mình phải mang cái này. Tìm chiếc tìm trong phòng khách à. Anh mang đôi dép này vào và tìm đủ 6 phần thì bạn ấy sẽ được nấu, còn không thì mai mình ăn. Bây giờ anh có đi được đôi dép này không nè? Cũng được nhưng mà nó hơi khó khăn tí thôi. Dạ, khó mới là chương trình chứ dễ quá đâu có phải là chương trình. Bây giờ anh đi tìm luôn đúng không? Dạ. Phải 6 phần mới được hả? Anh cứ đi theo em chi vậy? Đừng đi theo em. Đừng mà. Ủa vậy thôi luôn hả? Rồi, một phần. Ui.
hai cái là phải 6 phần luôn đúng không? Đúng rồi anh, nãy giờ anh tia được 2 phần là anh nghĩ là xong rồi đó hả? Hay là bước theo cô đây? À đây 2 phần nè. Rồi 2 phần là 4 phần nè. Chơi dán nữa chứ. Dán không có rớt á anh. Rồi 4 phần rồi còn 2 phần còn nữa thôi nè. 2 phần nữa. 2 phần nữa để đâu ta? Em bật mí với anh đó, được không? Em bật mí là nó nằm gần gần bên góc bếp rồi nè anh. À vậy hả? Đúng rồi, anh qua đây phải có bếp, phải có chứ. Giờ làm khó nhau quá hay giờ. Bên góc kia kìa. Anh Titi ơi, em nhầm. Bên này. Đâu? Em nhìn bị nhầm. Em hay quá ha. Đó. Chương trình giấu đơn giản không? Quá đơn giản. Quá không đơn giản. Không có làm khó anh gì hết, đúng không? Quá đơn giản. Rồi. Đã xong 6 phần gạo. Dạ em cảm ơn ạ. Nấu cho ngon nha em. Đợi các bạn nấu một chút xíu mình về để nghỉ ngơi ha. Để đợi hai bạn nấu ăn xong mình sẽ lên và thưởng thức món ăn ha. Ok. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ món ăn của chúng ta đã hoàn thành và dọn sẵn lên bàn. Anh Titi thấy thế nào nè? Quá tuyệt vời luôn. Quá thơm đúng không anh? Anh chưa có nếm thử, không biết là mùi vị nó như thế nào. Nhưng mà trước mắt thì anh thấy cách trang trí và những món ăn rất là đặc sắc, rất là nhiều màu. Chờ đợi gì nữa, chúng ta thưởng thức thôi đúng không anh? Anh muốn thưởng thức món nào trước nè? Như thường lệ bình thường mà anh hay ăn cơm thì anh sẽ ăn cơm với lại sườn trước rồi ăn canh sau đúng không? Canh sau. Rồi, để em lấy chanh nha. Miếng này ngon nhất phải không em? Món nào cũng ngon hết á. Cái kia nào miếng nào cũng ngon. Em mời anh. Trời ơi, bạn có làm canh ăn kèm luôn nè. Anh em mời anh nha. Ngon không anh? Quá tuyệt vời. Được thưởng thức cái món mình thích. Mà được các bạn nấu ngay tại cái chương trình này luôn thì quá cho tuyệt vời luôn. Dạ, được ăn một mình ba cô gái đứng nhìn. Quên, mời. Bây giờ là mọi người nhìn anh ăn vậy luôn hả? Dạ, tội nghiệp lắm anh. Anh có cần thấy ngại ngùng hay là như thế nào không đâu? Dạ, anh cứ tự nhiên đi anh, tụi em chịu được mà. Ngò sườn rất là ngon. Bây giờ anh thử miếng nước nha, để mình qua thử canh chua không nó nguội á. Trước tiên thì anh sẽ nếm cái nước trước. Đau tim hả em? Dạ, hơi thót tim. Cố gắng đứng vững nha. Anh ơi. Hả? Sự ngon lắm. Thở được rất rồi là đó thơm. Em. Nó ngọt nhưng mà nó hơi thiếu chua một tí. Chắc hơi là thiếu chua có hả? Lẽ do bạn rung quá hay sao nên quên bỏ me hay sao. Đúng không? Đúng không thơ? Dạ, hơi ít một chút ạ. Hơi ít đúng không? Dạ. Bây giờ anh thưởng thức xong rồi, anh cho ý kiến rồi đó. Bây giờ mình phải có một sự quyết định xem món nào giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Thật sự thì món nào cũng ngon hết. Với cách trình bày và cái món ăn á, thì rất là tuyệt vời, rất là ngon. Thì, và... anh sẽ chọn được món mẻ hả? Sườn. Vậy là món sườn đã mang lại chiến thắng cho Cẩm Linh. Chúc mừng em. Chúc mừng anh. Cảm ơn chị. Mời anh trao giải cho Linh nha. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một phần thưởng cho mình là được ôm thần tượng một cái nha, thật thấm thiết. Mà Linh không được nha. Đó, rồi. Cảm ơn em đã mang đến cho anh một cái món canh. Thật sự anh ăn thì nói chung là cũng rất là ngon, chứ không phải là nó không ngon. Nhưng mà nó có hơi bị thiếu một chút thì em nên rút kinh nghiệm và sau này có thể nấu cho gia đình ăn. Dạ, em cảm ơn nhiều. Rồi, em rút kinh nghiệm và nấu cho gia đình ăn nha. Và lần sau anh Titi sẽ không được ăn nữa sau khi em nấu ngon rồi đó. Dạ. Cảm ơn Titi đã đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao.
Cảm ơn Thơ, cảm ơn Linh đã mang đến hai món ăn rất là ngon, rất là tuyệt vời đúng không? Và chương trình Khẩu vị ngôi sao của chúng tôi cũng xin được dừng tại đây. Chương trình Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.